Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Chiến Thất thứ ba ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Westminster, California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi thứ ba hàng tuần thì chúng ta vẫn có chương trình Chiến Thất thứ ba, là episode lần này là episode thứ 33. Chủ yếu là để cho quý vị tìm hiểu thêm về cách làm việc của Quốc hội, của hành pháp và của tư pháp cũng như các luật lệ liên quan, và kể cả những vấn đề liên quan tới cuộc bầu cử năm 2024. Đó là chủ đích của cái chương trình Chiến Thất thứ ba của Phong hàng tuần. Và chương trình Chiến Thức tuần này thì nó lại chú ý tới một cái thời sự đang diễn ra, và từ cái thời sự này tôi phân tích cho quý vị thấy cái rúp nằm ở chỗ nào, tức là cái gốc nằm ở chỗ nào. Quý vị, trong mấy ngày qua thì bắt đầu từ tuần trước thì đã có cái cuộc biểu tình của những người ủng hộ cho, ban đầu là ủng hộ cho Palestine, nhưng mà khi họ chiếm cái khuôn viên trường đại học Columbia University thì bây giờ cuộc biểu tình đã biến thể thành một cái thứ khác. Tức là cái chủ nghĩa bài Do Thái đã bắt đầu phát động ở trong cái khuôn viên trường đại học này, và nó lan qua những trường đại học khác, gồm có trường đại học của New York, tức là New York University, gọi tắt là NYU, và kể cả trường đại học Yale University, tức là trường đại học của nổi tiếng ở Connecticut. Đại khái là các trường đại học bây giờ là những kẻ ban đầu lấy cái danh nghĩa là ủng hộ Palestine, nhưng bây giờ nó đã bắt đầu biến qua một cái hình thức là bài Do Thái. Thậm chí là một số những kẻ xuất hiện trong cái cuộc biểu tình ở trường đại học Columbia đã dương biểu ngữ kêu gọi Hamas phải sát hại thêm các binh sĩ Do Thái. Và tình trạng này đã gây chấn động trên toàn quốc. Trước đó thì họ đã biểu tình trận ở một số những cái cầu và những trục lộ ở New York, ở tại Chicago và ở tại San Francisco. Bây giờ thì nó lại nằm trong các trường đại học. Thì quý vị, chủ nghĩa bài Do Thái đã được là kích động rất mạnh ở trong mấy tuần lễ này. Và điều gì đã xảy ra? Và quý vị, gần như là mọi người đã bắt đầu phẫn nộ với lại cái sự nhu nhược của các trường đại học, bởi vì cái khung quy tắc của họ bị giới hạn và họ không thể sử dụng toàn bộ cái quyền lực của họ để trục xuất những người này. Và bây giờ họ phải nhờ tới là lực lượng cảnh sát gọi là LYPD để giúp họ có thể bắt giữ những người biểu tình mà có những hành động bạo động. Và ngày hôm nay thì theo báo cáo từ đài truyền Fox News, cuộc biểu tình tại trường đại học New York, tức là NYU, đã bắt đầu có những cái màn bạo động ném chai lọ gạch đá về phía của cảnh sát rồi quý vị. Đây là một trong những cái biến cố nó đang xảy ra. Thì trong ngày hôm nay thì hai thượng nghị sĩ trên sàn của hạ thượng viện là ông Tom Cotton và ông George Shally đã chính thức yêu cầu Joe Biden khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới trường đại học Columbia. Và quý vị, đây là một trong những cái tin mà tôi đã có trong buổi ngày hôm nay, là các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa yêu cầu Joe Biden khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới trường đại học Columbia University. Và trong đó thì hai thượng nghị sĩ đây là ông Tom Cotton và ông George Shally, một người là ở Arkansas, một người ở Missouri, đã yêu cầu Joe Biden khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới trường đại học Columbia University tại thành phố New York để bảo vệ cho các sinh viên Do Thái giữa lúc mà những kẻ ủng hộ Palestine và những kẻ đi theo chủ trương bài Do Thái đang chiếm đóng tại đây. Cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 17 tây tháng 4, và trong ngày 18 tây đã trên 100 người đã bị bắt giữ. Và bên cạnh đó thì nó đang xảy ra một cái cuộc gọi là tranh cãi gay gắt. Và hiện nay thì cả bà Katie Hochul là thống đốc của thành phố New York, của tiểu bang New York, và ông Eric Adams, tức là thị trưởng của thành phố New York, cũng đã lên án các cái cuộc biểu tình bài Do Thái ở trong các khuôn viên trường đại học. Thì quý vị, và bây giờ thì tới phiên các thượng nghị sĩ đã chính thức yêu cầu chính quyền Joe Biden khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới trường đại học. Thì liệu quý vị, câu hỏi thứ nhất là Joe Biden có làm hay không? Và thứ hai, nếu Joe Biden có làm đi nữa thì liệu vệ binh quốc gia có được hoạt động ở tại trường đại học này hay không? Câu trả lời của tôi là không. Là không. Even, tại vì thứ nhất là Joe Biden đang trở thành kẻ bị điều khiển bởi những thành phần cực tả nằm trong cái tòa Bạch Ốc. Và những thành phần này lại đa số lại muốn bài Do Thái.
Và quý vị đã thấy biết là ở trong Bộ Ngoại giao và trong nhiều nhân viên của chính quyền liên bang đã phản đối chính sách của Joe Biden ủng hộ cho Do Thái. Joe Biden ủng hộ cho Do Thái là bởi vì đó là cái quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ từ lúc mà Do Thái lập quốc cho tới bây giờ, năm 1948. Các đời tổng thống và chính phủ Hoa Kỳ cũng như người dân Hoa Kỳ ủng hộ cho Do Thái. Do đó Joe Biden không đi ngoài được chuyện này. Nhưng mà tất cả cái bộ sậu làm việc cho ông ta, tất cả những kẻ nằm trong tòa Bạch Ốc nói là bộ sậu làm việc cho ông ta, nhưng chính ra họ là ông chủ của ông ta. Và quý vị đã nghe một sướng ngôn viên của một đài bảo thủ lên tiếng rồi. Ông chủ của Joe Biden là Anthony Blinken, là Lloyd Austin và cố vấn an ninh quốc gia là Jake Sullivan. Ba người này là ông chủ của Joe Biden chứ không phải là nhân viên của Joe Biden. Mà những người này thì quý vị, họ có cái khuynh hướng là không có thiện cảm với Do Thái. Có thể nói là như vậy. Tôi không nói họ đi theo chủ nghĩa bài Do Thái, nhưng họ không có thiện cảm với Do Thái. Ngược lại, họ có thiện cảm với lại nhóm Palestine nhiều hơn. Thì quý vị, do đó tôi không tin rằng Joe Biden sẽ khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới các cái nơi này để mà bảo vệ cho những người Do Thái đang bị sách nhiễu, bị đe dọa và có thể sẽ bị tấn công. Và trong vài ngày nữa, có thể sẽ có tình trạng một vài sinh viên Do Thái sẽ bị sát hại, bị tấn công bởi cái nhóm gọi là cuồng việc chủ nghĩa bài Do Thái và kể cả những người ủng hộ cho Palestine. Thì quý vị, có thể sẽ có tình trạng án mạng xảy ra, chứ không phải không, với cái tình hình bây giờ. Thì quý vị, vấn đề ở chỗ là câu trả lời của tôi, Joe Biden dưới sự điều khiển của những kẻ này, chưa chắc ông ta đã khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới trường đại học Columbia. Đó là điều thứ nhất để cho quý vị thấy. Và điều thứ hai, even Joe Biden đồng ý sẽ khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới đây, họ làm được gì không quý vị? No. Họ sẽ không làm được bất kỳ một điều gì hết. Nếu như bà thống đốc của tiểu bang là Katie Hochul không active, tức là bà ta không activate lực lượng này thì cũng như không. Hay là ông thị trưởng thành phố New York là Eric Adams không cho activate lực lượng vệ binh quốc gia thì họ tới đó cũng chỉ cắm trại ngồi chơi, không làm được bất kỳ một điều gì hết. Tại vì nó thuộc thẩm quyền của thống đốc tiểu bang và thị trưởng thành phố. Điều này đã từng xảy ra. Điều này tôi đã từng nói quý vị, nước Mỹ được thành lập trên một cái hệ thống độc lập. Tức là chính quyền liên bang có cái quyền của chính quyền liên bang. Nhưng mà mỗi tiểu bang và địa phương đều có cái quyền độc lập riêng của họ. Và có những lúc thì phải có sự phối hợp của liên bang, tiểu bang và địa phương thì mới làm việc được. Thì quý vị, điều này có thể sẽ xảy ra. Và nó đã xảy ra trước đây, 4 năm trước dưới thời của ông Trump. Để cho thấy rằng là cái điều then chốt là phải thay đổi cái khung luật pháp bởi quốc hội chứ không phải là những cái phản ứng trên cái ngọt. Quý vị, 4 năm trước đây khi mà George Floyd qua đời ở trong bệnh viện, khi mà bị cảnh sát ở Minneapolis bắt giữ về tội xài tiền giả và có sự trấn áp đối với anh ta. Và cuối cùng thì anh ta đã chết trong bệnh viện. Và cái chết của anh ta đã dẫn tới một cái cuộc bùng nổ lớn của các cái thành phần lợi dụng cơ hội, trong đó Black Lives Matter và Antifa là hai cái tổ chức đã khuấy động tất cả các cuộc biểu tình, bạo động, cướp phá, đốt phá trên toàn quốc và phá hoại những cái tài sản quốc gia luôn. Thì quý vị, thời điểm đó là thời điểm của năm 2020, đang có đại dịch nha. Thì quý vị, thời điểm đó ông Trump đã tức giận trước tình trạng phá phách này và ông đã cho khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới nhiều địa phương, trong đó gồm có New York, gồm có Washington State, gồm có Oregon, California, những nơi gần như là đảng Dân Chủ quản trị. Ông đã cho khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới, nhưng mà cuối cùng cũng không làm gì được. Bởi vì thống đốc của tiểu bang Washington, thị trưởng của thành phố Seattle, rồi thị trưởng của New York, rồi thống đốc của New York, tất cả đều không activate, tại quyền nằm trong tay của họ. Khi tổng thống đưa lực lượng vệ binh quốc gia tới, thì quý vị, quyền sử dụng vệ binh quốc gia hay không nằm trong tay của thống đốc và thị trưởng thành phố. Họ activate thì những người này mới làm được nhiệm vụ. Họ không activate tức là họ không có chấp thuận. Thì những người này có khai triển tới đó thì cũng ngồi trong trại thôi, không làm được gì hết. Tại đây là cái quyền độc lập của mỗi tiểu bang và địa phương khi mà lập quốc tới bây giờ. Tại vì những cái này thuộc về luật tiểu bang. Do đó, dù có khai triển tới thì cũng không làm được gì. Nếu những người như là
Katie Hunchu là thống đốc của tiểu bang New York hay là Eric Adams là thị trưởng của New York, họ không cho activate lực lượng vệ binh quốc gia thì coi như không làm được gì hết, trừ phi họ đồng ý. Và điều này xảy ra dưới thời của ông Trump. Quý vị còn nhớ lúc đó ông Trump khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới thành phố Seattle, nơi bị tàn phá nhiều nhất, và Portland, là hai nơi. Portland là cái thành phố của tiểu bang Oregon, thành được xem là cái Oregon là cái nơi gọi là sao huyệt của nhóm Antifa, và nó phát triển lên tới Seattle luôn. Và ở New York thì cái lực lượng Black Lives Matter phối hợp với cái đám băng đảng đường phố đã cướp phá và đốt phá khắp nơi. Thì ông Trump đã cho khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới những chỗ này để giúp cho chính quyền địa phương ở đây trấn áp những thành phần đốt phá và cướp phá. Nhưng quý vị, do tinh thần đảng phái là thứ nhất, họ từ chối không activate, tức là họ không sử dụng vệ binh quốc gia, vẫn để cho những tên cướp phá đốt phá muốn làm gì thì làm. Thậm chí là tôi nhớ là bà thị trưởng của thành phố Olympia, nghị viên hay thị trưởng đó, bà ta lên tiếng và treo cái bảng là ủng hộ cho Black Lives Matter. Và 3 ngày sau đó, nó tràn vô, nó phá nát nhà của bà luôn. Bà là người ủng hộ cho Black Lives Matter. Nhưng cuối cùng thì chính cái đám mà Antifa với lại Black Lives Matter, nó xông vô nhà bà, nó phá tan nát cái nhà của bà luôn. Cũng không làm gì được hết. Thì quý vị, đây là cái lý do tôi nói là nó phải giải quyết từ cái gốc. Nó phải giải quyết từ cái gốc của vấn đề. Cái gốc của vấn đề là gì? Là quyền hành của liên bang. Mà muốn tăng cường quyền hành của liên bang thì phải có sự chấp thuận của quốc hội. Thì quý vị, bây giờ lực lượng vệ binh quốc gia của liên bang không làm gì được hết. Quý vị còn nhớ cái vụ vừa rồi không? Khi mà ông thống đốc Greg Abbott đã khai triển lực lượng vệ binh tiểu bang tới để mà ngăn chặn thành phần di dân bất hợp pháp xông qua biên giới đó. Ông phong tỏa luôn cả một cái công viên ngay chỗ biên giới. Thì kết quả như thế nào? Liên bang khởi kiện. Tức là chính quyền của Joe Biden và Alejandro Mayorkas là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa khởi kiện, nói rằng là phía của ông Abbott đã lấn quyền của liên bang. Thì quý vị thấy rõ ràng là có những cái thuộc quyền của liên bang, có những cái thuộc quyền của tiểu bang. Do đó, bây giờ Joe Biden có đồng ý mà khai triển tới, mà thị trưởng hay là thống đốc mà không activate thì cũng như không. Và nó đã xảy ra dưới thời của ông Trump. Ông Trump đã làm. Nhưng mà họ thứ nhất là vì tinh thần đảng phái. Họ đối kỵ với ông Trump. Họ không sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia để trấn áp tội phạm. Họ muốn làm cho ông Trump bị bad credit trong cái mùa tranh cử. Tức là ông Trump sẽ bị một cái tín dụng xấu là để cho đất nước hỗn loạn. Để họ giành chiến thắng trong cái cuộc bầu cử năm 2020. Thì quý vị đã thấy cuối cùng họ thắng đó. Họ thắng ghế hành pháp đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những kẻ này sợ trách nhiệm. Lý do là bởi vì khi mà khai triển lực lượng vệ binh quốc gia mà họ activate, thì coi như cảnh sát đứng qua một bên. Tất cả cảnh sát đều đứng qua một bên hết. Họ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho lực lượng vệ binh quốc gia. Và lực lượng vệ binh quốc gia, giống như tôi nói trong các cái chương trình livestream của tôi, là họ chịu chi phối bởi cái tòa án quân sự, chứ không phải tòa án dân sự. Tất cả những cái hành động của họ, những cái phản ứng của họ đều sẽ bị chi phối bởi tòa án quân sự. Mà bên phía quân sự Hoa Kỳ thì bảo vệ tối đa cho người lính. Do đó, khi mà trong lúc họ làm sứ mạng, họ đi thực hành cái sứ mạng của họ, tức là cái mission đó, họ mission đó, là họ sẽ không quan tâm kẻ đó là ai như thế nào. Chỉ cần họ ra lệnh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là họ bắn thẳng tay. Họ bắn xong họ không có chịu trách nhiệm. Và nếu như mà cái vị bắn đó mà có gì thì đưa họ ra tòa án quân sự. Và tòa án quân sự, giống như tôi nói, là họ sẽ thông thường những cái vụ này đó là 10 vụ án hết, 9 vụ án là bị dismiss hết. Những người lính đó sẽ không có chịu trách nhiệm gì cả. Thì tôi, quý vị còn nhớ là đã nhiều lần bên binh sĩ của Hoa Kỳ ở tại Afghanistan, ở tại Iraq và thậm chí là ở tại Syria đã có những cuộc hành quân. Và khi mà họ hành quân như vậy, bởi vì những kẻ khủng bố nó núp ở trong dân, cho nhiều khi họ tấn công những tên khủng bố thì họ gây hại cho thường dân vô tội.
nhưng mà họ được bảo đảm. Do đó không một nước nào có thể truy tố được họ, kể cả tòa án quốc tế luôn. Quý vị còn nhớ, ông Trump đã cấm cửa luôn cả tòa án ICC, không cho nhân viên của họ bước vào nước Mỹ, khi mà họ đòi truy tố binh sĩ của Hoa Kỳ ở tại Afghanistan và tại Iraq. Tức là họ bảo vệ cho người binh sĩ. Chính vì vậy, cái người binh sĩ đó, họ có đầy đủ cái khả năng để làm nhiệm vụ của họ. Thì lực lượng vệ binh quốc gia cũng vậy. Khi mà họ tới nơi, họ ra lệnh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba mà còn chống lệnh họ đó, là họ bắn tại chỗ luôn, không cần giải quyết, không cần phải nói nhiều. Có khác với cảnh sát. Cảnh sát móc súng là phải viết báo cáo. Chĩa súng cũng viết báo cáo. Nổ súng cũng phải viết báo cáo. Và phải chịu trách nhiệm. Cảnh sát không được một cái sự bảo vệ của cái luật của liên bang. Giống, tại vì cảnh sát là đa số là của tiểu bang nhiều. Thì quý vị, do đó cảnh sát họ bị bất lực. Họ không dám trấn áp tội phạm. Đó quý vị thấy cái vụ của George Floyd không? Chỉ có kẹp cổ thôi. Mà bây giờ nó nhiều nơi đã ra lệnh cấm cảnh sát kẹp cổ rồi. Họ bị giới hạn quyền lực rồi. Thì đừng nói tới chuyện móc súng. Mà không có móc súng, không có dùng vũ khí trấn áp, thì làm sao trấn áp được những tên mà cuồng điên đốt, phá, cướp phá đây? Do đó cảnh sát họ bị giới hạn rất nhiều. Còn lực lượng vệ binh quốc gia thì khác. Họ không bị giới hạn những chuyện này. Họ làm thẳng tay luôn. Do đó những tên thị trưởng, những tên thống đốc, nó rất sợ trách nhiệm. Lỡ như mà vệ binh quốc gia mà bắn một cái, mà lỡ có một người thường dân nào bị chết, thì trách nhiệm đó nằm ở cái kẻ activist, chứ không phải vệ binh quốc gia. Người ta sẽ trách thì báo chí, người dân sẽ trách, không phải trách vệ binh quốc gia. Mà họ trách tên thị trưởng, hay họ trách cái tên thống đốc thôi. Và họ yêu cầu truy tố về mặt dân sự với tên thống đốc và tên thị trưởng. Do đó, những tên thống đốc và thị trưởng rất sợ activate lực lượng vệ binh quốc gia là như vậy. Thì quý vị, lần này thì xảy ra dưới thời của Joe Biden cũng là năm bầu cử luôn. Cũng là năm bầu cử luôn. Bây giờ có Joe Biden mà có activate, có khai triển lực lượng vệ binh quốc gia, deploy họ tới đi. Liệu Katie Honshu, liệu Eric Adams có dám sử dụng hay không? Câu trả lời của tôi, họ không. Tại vì họ sợ trách nhiệm dân sự lắm. Họ sợ sẽ bị truy tố ra tòa. Họ sẽ bị sợ những chuyện này. Họ sẽ không làm. Và quý vị, do đó, chúng ta bị cái quy tắc này. Chính ra là tôn trọng sự độc lập. Thì bây giờ cái sự độc lập này, nó bị mâu thuẫn. Tức là có những cái cần phải có sự nhúng tay của chính quyền liên bang. Nếu cần thiết. Nếu cần thiết. Bây giờ chúng ta thấy vấn đề di trú là thuộc thẩm quyền của liên bang. Vấn đề thuế là thuộc thẩm quyền của liên bang. Vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia là thuộc thẩm quyền của liên bang. Nhưng vấn đề tội ác cộng đồng thì lại là thuộc thẩm quyền của tiểu bang và địa phương. Họ liên bang lại không có thẩm quyền. Do đó quý vị, cái gốc bây giờ mà muốn giải quyết vấn đề này là phải chờ tới Quốc hội của Hoa Kỳ, lưỡng viện. Phải tu chính lại cái phần này. Tu chính cái này là tăng quyền của liên bang lên. Và khi mà thống đốc mà chống đối, mà không chịu hợp tác, thì liên bang có quyền lướt qua quyền của thống đốc hay là thị trưởng của thành phố để ra lệnh cho lực lượng vệ binh quốc gia trực tiếp đối đầu với những tên gọi là bạo loạn. Thì mới trấn áp được. Mà tôi nói thiệt, nếu mà thay đổi luật này đó, sẽ không có một tên nào dám lú đầu ra cả. Và sẽ không dám có hành động phá phách nữa. Bởi vì nó biết cái mạng nó sẽ mất. Trong khi cảnh sát thì không thể làm vậy gì hơn hết. Bắn một tên. Mà lỡ bây giờ không, tôi không nói bắn bị thương nha. Bắn chết thôi. Thì cảnh sát lại phải bị điều tra nội bộ. Tức là nó gọi là IA. Tức là Internal Affairs. Bị điều tra nội bộ. Rồi lại phải đi chấn chỉnh tâm lý, rồi phải bị điều tra, rồi có thể bị truy tố. Nếu bắn chết một tên đó, quý vị thấy, kẹp cổ tên tội phạm thôi. Đến lúc nó vô bệnh viện nó chết, bây giờ 4 cảnh sát ở Minneapolis phải bị ở tù rất nặng. Thì quý vị, cảnh sát bị giới hạn quyền lực. Vệ binh quốc gia lại phải chờ thụ động, chờ ông thống đốc hay ông thị trưởng. Thì họ không làm gì được hết. Cần nhất là phải điều chỉnh khung luật này.
cần nhất là Quốc hội Hoa Kỳ phải duyệt lại cái luật này và cho phép liên bang được tăng thẩm quyền trong tình trạng mà được báo động khẩn cấp. Được báo động khẩn cấp. Đó, tới bây giờ quý vị, Eric Adams và Katie Honchu đã lên tiếng và lên án cái hành động này. Nhưng mà họ có ký xác luật khẩn cấp tiểu bang hay khẩn cấp thành phố chưa? No. Họ không làm. Thì bây giờ Joe Biden có gửi vệ binh quốc gia tới. Họ nói, ô đây không phải trường hợp khẩn cấp, tôi không dùng. Cũng như không. Cũng như không. Bây giờ Joe Biden ký lệnh khẩn cấp quốc gia. Nhưng mà tới khu vực đó thì vẫn nắm quyền ở khu vực đó. Tương tự như năm 2020, ông Trump đã làm. Ông đã ký ban hành cái xác lệnh gọi là khẩn cấp quốc gia rồi đó. National Emergency. Nhưng mà đám này không activate cũng như không. Do đó cái quan trọng nhất là phải tu chính lại. Tu chính lại cái bản hiến pháp. Thì đương nhiên chúng ta e ngại là vấn đề lạm dụng quyền lực. Tức là nếu mà tổng thống có thêm quyền như vậy thì ông muốn trấn áp ai ông trấn áp. Thì đương nhiên chúng ta sẽ có những cái quy tắc đặt ra. Nhưng mà quyền activate không thể nằm trong tay của thống đốc hay là của thị trưởng mà phải nằm trong tay của tổng thống. Có điều, chúng ta có thể điều tu chính lại để giám sát cái quyền hành của tổng thống. Để giám sát cái quyền hành của tổng thống. Ví dụ, tôi lấy ví dụ, bây giờ mà tu chính cái này cho phép tổng thống được quyền trực tiếp ra lệnh cho vệ binh quốc gia làm việc. Và không ai được cản trở, không cần activate, tức là không cần đồng ý của thống đốc, của thị trưởng. Thì quý vị, ít nhất nó được một cái cơ chế giám sát là quốc hội. Khi mà tổng thống ký khai triển lực lượng vệ binh quốc gia trên xác luật hành pháp, thì cái xác lệnh này nó phải được chấp thuận của quốc hội. Tức là quốc hội phải approve. Thì ông tổng thống mới làm được, tức là nó giám sát lại cái quyền hành của ông tổng thống. Tương tự như quý vị, cái việc tuyên bố chiến tranh. Ngày xưa chúng ta khi mà mở một cuộc chiến thì phải có sự chấp thuận của quốc hội. Nhưng mà sau đó do cái tình trạng khủng bố dưới thời của Bush con thì tạm thời quốc hội rút lại cái này, cho phép tổng thống được khởi động chiến tranh trong vòng 90 ngày mới báo cáo cho quốc hội. Thì cái lệnh, cái quyền đó khi Joe Biden lên thì Joe Biden trả đó quyền lại cho quốc hội. Và khi Joe Biden trả lại thì tổng thống không còn cái quyền đó nữa. Mỗi khi mà muốn khởi động chiến tranh ở một quốc gia nào đều phải có sự chấp thuận của quốc hội. Thì bây giờ tương tự như vậy, tổng thống có toàn quyền điều khiển cái hệ thống vệ binh quốc gia để trấn áp tội phạm và những hành động vi phạm luật pháp. Thì bây giờ cái cách giám sát hay nhất là để cho quốc hội giám sát. Tương tự như vậy thôi thì mới giải quyết được cái gốc vấn đề. Còn nếu không, bây giờ Joe Biden có khai triển 5.000 vệ binh quốc gia tới thành phố New York hay là tới trường đại học Columbia, họ cũng đứng đó thôi, họ không làm gì được hết. Tại vì ông thị trưởng không activate, bà thống đốc không activate, thì làm sao họ làm việc được? Ngay cả bà thống đốc, quý vị thấy kỳ rồi, bà khai triển lực lượng vệ binh của tiểu bang tới những cái subway, tức là những cái trạm xe điện đó, để đề phòng tình trạng mà nó gây tội ác trên xe điện đó, tấn công người ta đó. Bà không cho phép lực lượng vệ binh quốc gia được đeo súng, chỉ có mặt ở đó thôi, mang tính chất răn đe và hỗ trợ cho cảnh sát thôi, chứ không được quyền đeo súng. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Chúng ta gặp bế tắc ngay chỗ này. Do đó, tôi cho rằng cái việc mà trấn áp những cái thành phần tội phạm đốt phá, cướp phá và cái chủ nghĩa bài Do Thái này, nếu mà muốn trấn áp một cách thành công, thì tôi cho rằng là phải tu chính cái quy tắc quyền hành của hành pháp bởi quốc hội. Tức là tăng quyền cho hành pháp, cho phép hành pháp biến có thể dùng cái quyền của hành pháp để trấn áp tội phạm ở những cái địa phương mà không cần phải thông qua thống đốc của tiểu bang hay là thị trưởng của thành phố. Và nếu như vậy, nếu họ e ngại rằng là ông tổng thống sẽ lạm quyền, thì họ sẽ đặt ra cái khung giám sát bằng cách là lập ra một trong những cái ủy ban ở Hạ viện hay Thượng viện để duyệt xét chấp thuận trước khi mà có hành động. Thì đó là cái cách giám sát hay nhất để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Còn bây giờ quý vị, cái vấn đề này không giải quyết được. Các trường đại học đặt ra quy tắc họ cũng bất lực.
cái quy tắc của họ tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà quyền tự do ngôn luận nó bị mở rộng. Nó bị mở rộng. Bây giờ xâm chiếm cái khuôn viên trường đại học cũng là quyền tự do ngôn luận à. Và các trường đại học này cứ căn cứ theo cái định nghĩa mở rộng đó khiến họ bất lực, họ không làm gì được hết. Do đó quý vị, giải quyết cái gốc vấn đề không phải là chỉ giải quyết cái ngọn như bây giờ. Mà phải giải quyết ngay từ cái căn bản luật lệ, cái hành lang pháp lý. Thì lúc đó chúng ta mới trấn áp được những thành phần tội phạm. Những thành phần được xem là nguy hiểm và có thể gây tổn hại cho sinh mạng của người khác hay phá phách tài sản của quốc gia. Quý vị, vấn đề ở chỗ là chúng ta phải chờ. Khi Đảng Cộng Hòa lên, khi Đảng Cộng Hòa nắm lại đa số trong quốc hội và quyền hành pháp bên Đảng Cộng Hòa, thì chúng ta mới có cơ hội tu chính lại những cái luật lệ này. Còn nếu không quý vị, chúng ta sẽ phải đối diện với những cái bất ổn này cứ mỗi lần có cuộc bầu cử. Và nó sẽ không bao giờ chấm dứt. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay liên quan tới việc mà quyền của hành pháp đã bị giới hạn trong việc bảo vệ cái an ninh trong cộng đồng. Họ chỉ phụ trách về an ninh quốc gia, mà an ninh ở địa phương và cộng đồng thì họ lại bị chi phối bởi tiểu bang và thành phố. Do đó, nếu muốn giải quyết tận gốc vấn đề thì phải nằm ở trên quốc hội, chứ không phải là cái việc gọi là đánh lô tô. Giống như là trường hợp của ông Trump 4 năm trước đây, khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới, họ không đồng ý cũng vô dụng. Và khiến cho tình hình nó trở nên phức tạp hơn. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.